Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 58, luyện tập trung. Sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng mình học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 52 nào. Rồi, chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người thì yêu cầu mình là đặt tính rồi tính. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ làm cái này vào đâu? Trong tập hay là vở của mình nhá. Rồi, bài số 1. Phép tính nhân 3.507 này, nhân cho mấy? Nhân cho 2. Dễ như ăn kem, đúng không nào? Đấy. Như vậy thì khi nhân thì chúng ta nhớ lại nhân từ bên tay nào? Tay phải sang bên tay trái theo cột dọc. 2 × 7 = 14, viết 4 nhớ 1. 0 thêm 1 là 1. Vậy thì 2 × 1 thì bằng mấy? Bằng 2 hả? À sai nhá. 2 nhân với 0 bằng 0, thêm 1 thì bằng 1. Đấy, thầy lừa tí nhá. Rồi. 2 nhân 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 3 là 6, thêm 1 thì bằng 7. Như vậy kết quả sẽ là 7.014. Được chưa? Rồi, sang phép tính thứ hai là một phép tính chia. 4.806 này, chia cho mấy? Chia cho 6 này. Đấy, ta nhớ kẻ cho nó đẹp. Em nào mà không có thước thì chúng ta có thể dùng một cái vật nào đó chúng ta kẻ cho nó đẹp nhá. Chia cho 6. Em thấy này, 4 không chia cho 6, lấy hai chữ số 4, 8 chia 6 thì bằng 8. 8 × 6 = 48, 48 - 48 bằng 0. Hạ số 0 xuống ta được 0. 0 chia 6 bằng 0 này. Đấy, nhiều em bị quên bước này là sai này. 0 × 6 = 0, 0 - 0 = 0. Hạ 6 xuống ta được 6. 6 chia 6 được 1. 1 × 6 là 6. 6 - 6 thì bằng 0. Bằng 0. Ok. Rồi, sang phép tính tiếp theo. 1 0 4 1 nhân cho mấy? Nhân cho 5. Ok, ta cũng dùng thước kẻ cho nó đẹp nha. Rồi, 5 nhân với 1 thì bằng 5. 5 × 4 = 20, viết 0 nhớ 2. 5 × 0 là 0, thêm 2 là 2. Và 5 nhân với 1 thì bằng 5. Được chưa? Rồi, xong phép tiếp theo này. 7 + 1 = 68. 7 + 1 = 68. Chia cho mấy? Chia cho 7. Chia cho 7. Rồi, chúng ta sẽ thấy đây. 7 chia cho 7 thì được 1. 1 x 7 là 7. 7 - 7 thì bằng 0. Hạ 1 xuống này, kem được 1 này. 1 chia cho 7 thì bằng 0. 0 nhân với 7 là 0. 1 trừ đi 0 thì bằng 1. Đừng quên bước này nhé. Hạ 6 ta được 10. 16. 16 chia cho 7 thì chỉ được mấy thôi nhỉ? 2 đúng không? 2 nhân 7 10. 14. 16 trừ 14 thì còn dư 2. Hạ 8 ta được 2. 28. 28 chia 7 thì bằng 4. 7 × 4 = 28, 28 - 28 bằng 0. Như vậy đây cũng là một phép chia hết. Được chưa? Đấy, xong 4 phép tính của câu 1 nha. Sang bài số 2. Máy bay A đang bay ở một cái độ cao là 6.504 m. Máy bay A đang bay ở độ cao gấp đôi độ cao của máy bay B. Máy bay B bay ở độ cao thì lại gấp 3 lần
máy bay C. Hỏi máy bay C bay độ cao bao nhiêu. Này các em chú ý này, cái anh máy bay A đây này, anh ấy bay là 6504, đúng nè. Rồi máy bay A bay độ cao gấp đôi máy bay B, tức là máy bay B đây này, thì độ cao của máy bay B sẽ bằng bao nhiêu? 6504 này nè, chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2. Vì sao cái anh này gấp đôi này, đúng không? Gấp đôi đấy, chúng ta phải chia cho 2 nhé. Và máy bay B thì bay ở độ cao gấp 3 lần máy bay C. Đấy, tức là gì? Cái anh C này này thì anh ấy làm sao? Lại thấp hơn của cái thằng B này này mấy lần? 3 lần. Tức là cái kết quả đây này, đấy, bằng bao nhiêu? Thì mình sẽ lấy cái này này chia cho mấy? Chia cho 3. Được chưa? Đó, như vậy các em hiểu chưa nào? Thầy hướng dẫn bằng cái sơ đồ như thế này. Vậy thì bài toán này chúng mình phải giải bằng mấy bước? À, 2 bước đúng không? Rồi, bước thứ nhất mình phải tính độ cao của máy bay bay B, đúng không? Đó, mình sẽ trả lời máy bay B đang bay ở độ cao, đúng nè, đang bay ở cái độ cao là, được chưa? Các em sẽ lấy cái gì? Vì cái anh B đây này, anh A này, anh gấp tới 3 lần anh B, đúng không? Đúng không nào? À xin lỗi, anh A đây này, anh gấp tới mấy? Gấp đôi, tức là gấp 2 lần. Thì mình sẽ lấy là độ cao của máy bay A 6504 chia đôi, tức là chia cho 2. Rồi các em nháp ra, nháp nhanh nhé. 6504 này chia cho 2 này, 6 chia 2 được 3, đúng là 5 chia 2 được 2, 10 chia 2 được 5 đấy, và 4 chia 2 được 2, như vậy sẽ là 325 52. 3252 mét. Rồi, tính được độ cao của máy bay B rồi, bây giờ mình sẽ tính được độ cao của máy bay gì? Máy bay C, đúng nào? Đó. Vậy thì máy bay C đang bay ở độ cao là, được chưa? Đang bay ở cái độ cao là vì máy bay B gấp 3 lần máy bay C, nên mình lại lấy độ cao của máy bay B 3252 chia cho mấy? Chia cho 3 nhé. Đấy. Rồi, chúng ta nháp cái này ra. 3252 chia cho 3. 3 chia 3 được 1, đúng là 2 chia 3 được 0. 25 chia cho 3 thì được mấy? 8, đúng không ạ? 8324 còn dư 1, 12 chia 3 bằng 4, như vậy sẽ là 10884. 1084 mét. Đó, và đến đây chúng mình chỉ việc ghi đáp số. Như vậy thì máy bay C sẽ bay là 1084 mét. Hiểu chưa? Đó. Được chưa nào? Ngon lành không em? Quá là ok đúng không? Rồi, sang bài 3. Người ta hỏi mình điền cái số nào. Như vậy các em sẽ thấy này, thừa số này nhân với thừa số này bằng tích này. Vậy thì bây giờ muốn tìm một thừa số, ta lấy tích 1668 chia cho thừa số kia, hay là thừa số đã biết. 16 chia 4 được 4, hạ 6, 6 chia 4 được 1, 1 x 4 là 4, 6 trừ 4 bằng mấy? 2, hạ 8 xuống, 28 chia 4 bằng 7. Hết. Như vậy đây sẽ là số 417. Được chưa? Xong nhá. Rồi, câu B. Bao nhiêu chia cho 3 thì bằng này? Em thấy này, số bị chia, số chia thường
muốn tìm số bị chia, ta lấy thương. Đó, nhân với số gì? À, nhân với số chia. 3 x 9 27, viết 7 nhớ 2. 3 x 1 là 3, thêm 2 là 5. Và 3 x 8 bằng 2, 24. Như vậy đây sẽ là 2457. 2, 4, 5, 7. Ok. Rồi, đến bài số 4. Hai con cả cuống AB. À, con cả cuống này, con cả cuống A, con cả cuống B. Và tôm, đây chú tôm đây, cùng bơi đến chỗ cụm rong. Đây, cùng bơi đến đây. Ok. Cả cuống A bơi theo đường gấp khúc gồm 4 đoạn bằng nhau. Đây, cả cuống A này, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn. Mỗi một đoạn này là 515cm này, các em nhìn nhá. Rồi, cả cuống B bơi theo đường gấp khúc gồm 3 đoạn bằng nhau. Anh B này, 1 đoạn này, 2 đoạn, 3 đoạn. Mỗi đoạn của con cả cuống B là 928cm. Rồi, vậy câu A ta hỏi quãng đường bơi của cả cuống nào ngắn hơn. À, như vậy thì muốn biết được cả cuống nào ngắn hơn thì mình phải tính quãng đường của cả cuống A với lại cả cuống gì? B. Đúng nào. Đấy. Rồi, bài số 4 câu A. Đầu tiên mình sẽ tính là quãng đường của ai? Quãng đường bơi của cả cuống A. Bơi của cả cuống A sẽ là cả cuống A 4 đoạn đúng không? Mỗi một đoạn là 515. 515 nhân 4 nhầm được không? 4520 viết 0 nhớ 2. 4 x 1 là 4, thêm 2 là 6. Và 4 x 5 2 20. Như vậy sẽ là 2060 cm. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy chúng mình lại tính quãng đường của ai? Cả cuống B. Quãng đường bơi của cả cuống B sẽ là 3 đoạn bằng nhau, mỗi một đoạn là 928. Thì lấy 928 nhân 3. Ok. 3 x 8 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 2 là 6, 6 thêm 2 là 8. Và 3 x 9 2 27 cm. Rồi. Như vậy anh cả cuống A là 2068, anh cả cuống B 2784. Rồi, chúng ta sẽ thấy này. Vì 2060 so với 2784 thì anh nào lớn hơn? À, như vậy 2784 này lớn hơn nên kết luận thôi. Nên gì? Quãng đường bơi của cả cuống nào ngắn hơn? Ta hỏi ngắn hơn. Nên quãng đường bơi của cả cuống số bé hơn là của anh nào? À, đúng không? Ngắn hơn. Ok, được chưa? Đấy, câu A xong nhá. Rồi, đến câu B. Câu B ta hỏi gì đây? Cũng lại điền cái số nào vào đây? Quãng đường bơi của tôm là đường gấp khúc gồm 5 đoạn. Nè, của anh tôm này, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, biết quãng đường bơi, biết quãng đường tôm bơi dài bằng quãng đường bơi của cả cuống A. Vậy thì mỗi đoạn là bao nhiêu cm? À, bằng quãng đường bơi của cả cuống A tức là gì? Tức là đây, đúng không? Đấy, vậy thì ra chúng mình chỉ cần lấy cái gì? À, mỗi đoạn, ta hỏi cái gì nhỉ?
mỗi đoạn của đường gấp khúc dài là, đấy chúng ta không cần phải làm vào đây nhé, bởi đây thành nháp thôi, chúng ta chỉ cần điền vào đây này. Mỗi đoạn đường gấp khúc dài là, đúng không? Đó, các em sẽ tính được thôi. Bao nhiêu? Bằng quãng đường bơi của A. Quãng đường bơi của A là 2060. 2060 chia cho mấy? 5 đoạn, đúng không? Đấy, chia cho 5. Rồi các em đặt phép tính ra hoặc nhẩm được thì là tốt. 20 chia 5 được 4, 6 chia 5 được 1, còn dư 1, 10 chia 5 thì bằng mấy? 2, hết. Như vậy, mỗi một đoạn của đường gấp khúc của anh Tôm đó là bao nhiêu? 412 cm, đúng không? Vậy thì mình chỉ việc điền đây là số bao nhiêu? 412. Đây sẽ là 412. Ok, được chưa? Ngon lành nhá. Rồi, sang bài số 5. Bài 5 ta cho cái gì nào? Biết 8 cục pin như nhau thì nặng tổng số là 1680. Rồi, mỗi một con robot chưa nắp pin thì có cân nặng là 2000 gram. Mỗi cục pin cân nặng bao nhiêu? À, như vậy giờ mình sẽ tính là mỗi một cục pin này thì cân nặng là bao nhiêu này. Đấy, bài này cũng bài toán thực tế cũng khá là hay, đúng không? 8 cục pin như nhau thì nặng bằng này. Được chưa? Các em nhanh lưu ý này. 8 cục thì nặng bằng này. Vậy giờ ta hỏi mỗi một cục là bao nhiêu? Đấy, 8 cục thì bằng này. Vậy thì giờ tính một cục thôi, đúng không? Vậy thì mỗi cục pin cân nặng là, được chưa? Bao nhiêu? Các em sẽ lấy tổng số này, 1680, chia cho mấy? Chia cho số cục pin thì sẽ ra cân nặng của mỗi một cục pin. Đây nháp đây. 1680 chia cho 8. 16 chia 8 được 2, 8 chia cho 8 được 1, 0 chia 8 bằng 0. Như vậy mỗi một cục nặng là 210 gram. Rồi, ok câu A nhá. Câu B này. Sau khi lắp số pin như hình vẽ, robot nào nhẹ nhất và cân nặng bao nhiêu gram? À, như vậy thì chúng mình phải tính là gì? Xem anh robot A này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cục pin, đúng không? Thì mình sẽ lấy là bao nhiêu? 210 nhân cho mấy? Nhân cho 5. Được chưa? Anh này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì anh này sẽ là 210 nhân 6. Anh này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây sẽ là 210 nhân 8. Như vậy đây mới tính là gì? Cục pin nha. Mà mỗi một robot này thì nặng là 2000 gram nữa nha các em. Đấy, mình phải tính ra thì mới xác định được anh nào nha. Rồi, ở đây mình bằng bao nhiêu? Nhẩm đi. 0 x 5 bằng 0, 1 x 5 bằng 5, và 5 x với 2 là 10. Rồi anh này, 6 x 0 bằng 0, 6 x 1 là 6, và 6 x 2 10, 12. Rồi tương tự, 8 x 0 bằng 0, 8 x 1 là 8, và 8 x 2 10, 16. Như vậy thì để tính được cái robot A nặng bao nhiêu nữa thì mình sẽ lấy số này cộng với bao nhiêu? Cộng với 2000 gram. Vì sao mỗi một cái anh robot này chưa nắp pin á thì nặng bao nhiêu? 2000. Đấy, nó còn vậy nữa nha các em. Như vậy đây sẽ là 1050 cộng với 2000. Các em nhẩm được không? Quá đơn giản đúng không? Đây sẽ là 30550. Như vậy robot A này sẽ nặng là 3. Đây thầy viết đây đi nhá. Thôi viết sang bên đây này. 3050 gram. Đúng chưa?
Tương tự anh này mình cộng với bao nhiêu? 2.000 nữa. Đấy. Lại là 1260 cộng cho 2, 2.000. 0623. Như vậy đây sẽ là 32660. Robot B này nặng là 3260 gram. Tương tự như vậy thì robot C này mình sẽ dễ dàng tính là gì? 3680 gram. Đúng không? Vậy giờ ta hỏi này, robot nào nhẹ nhất và cân nặng là bao nhiêu? Tức mình sẽ so sánh này, 1, 2, 3. Đó. Như vậy thì mình sẽ tính được robot nào nhẹ nhất nhỉ? Robot gì? A, đúng không? Vậy các em sẽ trả lời câu B. Robot A. Robot A nhẹ nhất và cân nặng là bao nhiêu các em ghi ra? Và cân nặng là 3050 gram. Ok. Đấy, như vậy đây là cái chúng ta làm ngắn gọn lại nhé. Còn không thì các em phải tính nhé này. Số cục pin của robot A, robot B, robot C này này. Đấy, dài dòng. Nhưng mà chúng ta làm tất cả đó ra nháp hết và chỉ ghi cái phần này thôi. Ok nhé. Rồi, và đến đây thì chúng mình đã hoàn thành được tiết 1 của bài này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này các em nhé.